Rồi bây giờ ví dụ hình này nha, hình này thì bây giờ thầy sẽ demo nhanh hình này nè. Thầy cũng đang quay phim này ha. Rồi như vậy ở đây nha, chúng ta sẽ dùng hình elip trước nè, hình elip trước. Kích thước thì không cần giống đâu, thì bây giờ kệ đi, vậy cho nó giống. Rồi, ok, à, cho nó là không màu ha, cái viền nó cho viền màu xanh. Rồi, cho nó ngược lại với màu đỏ bên kia. Rồi thế thì có cái này rồi, chúng ta sẽ thu nhỏ nó vô nè. À, thu nhỏ nó vô thì chúng ta nhấn cửa trên C, cửa trên F, copy dán tại chỗ này, nó sẽ có hai cái. Sau đó nhấn chữ Alt, nhấn chữ Alt kéo nó vô nè. À, chúng ta có tới đây thì tương tự như vậy, cái này cũng cửa trên C, cửa trên F, rồi nhấn Alt kéo vô tiếp. À. À. Rồi, sau khi xong hai cái tự này rồi, bây giờ cái đường kẻ thì bây giờ chúng ta tạo đường cong này trước nè. Là một cái cong này á, là chúng ta thử copy lên lên nè. Copy này lên nha, sau nó phóng to lên. Copy lên thì nhớ là những ship cho thẳng hàng. Cho thẳng hàng và sau đó phóng to cái đường kính nó lên. Đó. Nó phóng to lên vẫn chưa có khớp á, thì có nghĩa là vị trí của nó chúng ta sẽ dời lên cao một tí nữa, rồi tiếp tục tăng đường kính nó lên nữa. Đó, thật ra thực chất là nó là một đường tròn lớn như thế này nè, và chúng ta lấy một cái cung thôi. Đó. Rồi thế thì sau đó thì chúng ta sẽ dùng là cái kéo á, cắt cái đường tròn này nè, cắt đường tròn này lấy một phần cung thôi. Chúng ta dùng lệnh, nó có tên là lệnh seesaw tool á. Seesaw tool là công cụ cái kéo á, cái hình như cái kéo nè. Thì muốn cắt cái nào đó nó, muốn cắt cái nào đó, bước thứ nhất chúng ta phải chọn đối tượng đó trước. Chọn đối tượng đó trước. Rồi sau đó dùng cái kéo. Đó, xong cắt vô hai cái điểm cần cắt, như vậy cắt đi một điểm. Rồi cắt đi một điểm. Đó. Sau đó chúng ta bỏ cái phần trên ra, vậy nó còn phần dưới. Đó. Rồi sau đó đường nằm ngang. Đường nằm ngang thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh line nha, cho nó kẻ một đường nha. Line kẻ đường từ đây, nhấn shift qua đây. Rồi tương tự như vậy, line kẻ từ trên xuống dưới. Đó. Rồi bây giờ cái đường này nè, à chúng ta còn thêm một đường tròn ở trên này nữa, cái cung trên này nữa, nên tương tự copy lên thêm lần nữa nè. Đó, cái này khớp luôn nè. Đấy, thì cái này chúng ta cùng việc kéo cắt đi một nốt, cắt đi một nốt, rồi xóa phần trên này ra. Đó thì còn hai dưới này thôi, thì chúng ta sẽ lật đối xứng xuống dưới á, chọn hai cái này nè, cột trên C, cột trên F, sau đó lấy lệnh đối xứng, lệnh reflect tool đó. Là lấy đối xứng kích hai điểm làm trục đối xứng, điểm một tại đây, điểm hai tại đây, lật xuống dưới. Rồi sau đó chúng ta sẽ tương tự copy dời đang hồi này. Đó, như vậy thầy đã vẽ xong cái hình này rồi. Ha, ý nghĩa nó như vậy. Rồi sau đó thầy group lại nhóm. Rồi như vậy lệnh này làm những lệnh nào? Thứ nhất á, là chúng ta sẽ tập tập trung những cái lệnh như sau nè. Lệnh circle nè, vẽ đường tròn nè nha. Sau đó lệnh copy nè, đó, rồi lệnh line nè, lệnh seesaw tool nè, cái kéo á, rồi sau đó lệnh reflect lấy đối xứng nha. Rồi xin mời đứa mình làm thêm bài này nha, thầy lưu phim lại nè.